thay đổi nhỏ có thể biến đổi cuộc đời của bạn hay không? Theo James Clear, tác giả một cuốn sách nổi tiếng Automate Habits, thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ, hẳn là khó có thể đồng ý với điều đó. Nhưng nếu bạn thay đổi thêm một chút nữa, rồi thêm một chút nữa, đến một lúc nào đó, bạn phải công nhận rằng cuộc sống của bạn đang chuyển biến rất nhiều nhờ vào một thay đổi nhỏ. Chính vì thế, đừng trì hoãn thêm bất cứ một ngày nào nữa mà hãy bắt tay vào xây dựng kế hoạch tích lũy ngay hôm nào. Mỗi một chặng đường mà bạn đang đi qua chính là bạn đang tiến gần hơn tới giấc mơ tự do tài chính của mình. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng thành công là sản phẩm của thói quen hàng ngày, không phải là một cuộc biến hình một lần trong đời.